Mỹ nói họ phấn khởi về việc Trung Quốc và Philippines sẵn sàng tiến hành đối thoại trực tiếp về Biển Đông sau khi tòa trọng tài ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh hồi đầu tháng này. Một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói Trung Quốc đã thể hiện họ mong muốn và sẵn sàng để đàm phán song phương với Philippines. Hôm 27 tháng 7, tại Manila, ông Kerry gặp các quan chức cấp cao của Philippines, kể cả tân Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Kerry nói tại một cuộc họp báo rằng Mỹ khuyến khích tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, kể cả Trung Quốc và Philippines, hãy thương lượng giải quyết vấn đề qua đường ngoại giao, song phương, đa phương và tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin. Washington chưa bao giờ phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Bắc Kinh và Manila. Trung Quốc lâu nay vẫn nói họ sẽ chỉ giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển thông qua đàm phán song phương, từ chối những lời kêu gọi về bất kỳ giải pháp đa phương nào. Tổng thống Philippines dự kiến có cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia của ông trong ngày 27 tháng 7, có thể trong chương trình nghị sự là cuộc gặp với ông Kerry và việc phân xử trọng tài về tranh chấp hàng hải.